Huyện Ngọc Hồi đề ra mục tiêu xã Đắc An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đây là xã cuối cùng về đích nông thôn mới trên địa bàn. Sáng ngày 23 tháng 11, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang thăm và làm việc với Đảng ủy xã Đắc An. Qua đó, nắm bắt tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị cũng như công tác xây dựng nông thôn mới. Tham dự có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Y Ngọc năm 2023 xã Đắc An đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Nổi bật, kinh tế ổn định phát triển, cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển đổi theo hướng tích cực. Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn thiện, công tác an sinh xã hội triển khai kịp thời. Xã hiện còn 120 hộ nghèo chiếm tỷ lệ trên 10%, còn 41 hộ cận nghèo chiếm gần 4%. Xã có 3 trường đạt chuẩn quốc gia, thành lập một hợp tác xã và một tổ khuyến nông cộng đồng. Công tác xây dựng nông thôn mới đảm bảo tiến độ, đến nay đạt 18 trên 19 tiêu chí, xã phấn đấu đến cuối năm 2023 đạt chuẩn nông thôn mới. Bí thư tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị địa phương phân tích làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác giảm nghèo, dân số, kế hoạch hóa gia đình, xóa nhà tạm, hộ dân thiếu đất ở, tình hình phát triển nông nghiệp, hoạt động của kinh tế tập thể. Qua đó, lãnh đạo sở, ngành liên quan đưa ra một số định hướng giúp địa phương tháo gỡ khó khăn, góp phần, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Bí thư tỉnh ủy ghi nhận biểu dương những nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, xã Đắc An trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện tốt, quản lý, bảo vệ rừng và công tác xây dựng nông thôn mới. Đề nghị thời gian tới tiếp tục nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo, thực hiện sớm về đích nông thôn mới, hoàn thành tất cả 19 tiêu chí nông thôn mới đạt chất lượng. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền người dân thực hiện đường lối chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị nghị quyết các cấp, không trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, hạn chế tình trạng sinh con thứ ba. Hỗ trợ bà con chuyển đổi diện tích trồng mì sang trồng cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao và tăng số lượng đàn châu bò, tạo nguồn thu nhập nâng cao đời sống xã phấn đấu đến năm 2025 tất cả 6 thôn đạt thôn nông thôn mới. Nhân dịp này, Bí thư tỉnh ủy và các sở ngành tặng quà cho Đảng ủy xã Đắc An